Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du, Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã giới thiệu đến khán giả một bộ phim tài liệu nghệ thuật mang tên Đại thi hào Nguyễn Du. Bộ phim khắc họa cuộc đời của ông từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, làm quan và cho ra đời những tác phẩm thơ nổi tiếng. Bắt tay thực hiện từ đầu năm 2018, dự án phim tài liệu nghệ thuật về Đại thi hào Nguyễn Du được sản xuất theo thể loại tài liệu có yếu tố truyện. Đây là bộ phim tài liệu nghệ thuật đồ sộ về thân thế, sự nghiệp và tác phẩm của Nguyễn Du. Các nhà làm phim mong muốn truyền tải cái nhìn đa chiều về một vĩ nhân của dân tộc. Bộ phim liên hệ trực tiếp đến hoàn cảnh cuộc đời, những sự kiện mà Nguyễn Du đã trải qua trong cuộc sống với nội dung thơ ca trong truyện Kiều, trong văn Chiêu Hồn, Thanh Hiên Thi Tập. Bộ phim chia làm 3 phần, phần 1 gia thế và tuổi thơ, phần 2 phong trần và thơ ca, phần 3 truyện Kiều và Lan Tỏa sẽ giúp khán giả hiểu thêm về một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn đã làm rạng rỡ văn hóa dân tộc Việt Nam.